Và Đức Phật Di Lặc ở đây có chiều cao tới 10 mét, trọng lượng 80 tấn đồng, cũng theo các nghệ nhân là làng nghề Ý Yên, tỉnh Nam Định đúc. Và tay trái của ngài thì cầm quạt ba tiêu, tay phải khắc bỉ. Và ngài có một thân hình no đủ, có nụ cười rạng rỡ, khiến cho các tăng ni Phật tử khi bước chân vào cửa Phật trông thấy ngài cũng xua đi mọi phiền muộn rồi. Chính vì vậy người ta đã không xây nhà cho ngài và đặt ngài ở ngoài trời với tư thế là đầu đội trời và chân đạp đất. Và phía dưới của Đức Phật Di Lặc, đoàn mình nhìn xuống đây là một tòa bảo tháp Bồ Đề Đại Tràng. Tháp Bồ Đề Đại Tràng ở đây có chiều cao là 99m và được làm 13 tầng. Dự kiến năm 2015 sẽ hoàn thành. Và khi xây xong tháp Bồ Đề Đại Tràng nơi đây sẽ an vị Ngọc Xá Lợi và nhị ông Trương lớn thứ hai trong tháp Bồ Đề Đại Tràng nơi đây. Và chính điện Tam Thế Phật của đoàn mình đang đi vào đây. Điện được hoàn toàn bằng bê tông cốt thép sơn màu vân gỗ. Và điện có chiều cao tới 34m, xuống tầng 40m và chiều dài là 59m. Tổng diện tích là 2.364m². Từ trên nơi đây thờ Bồ Tát Thế Phật bằng đồng và từ dưới là khu ân cư từng hầm và tăng trai của bà Đứng Nhạn. Và điện Tam Thế Phật là một Tam Thế Phật bằng đồng nơi đây. Với pho có chiều cao là 7m2, trọng lượng 50 tấn đồng một pho. Và có thể như là làng nghề Ý Yên, tỉnh Nam Định đúc và được phát vàng ở bên ngoài. Điều ra đây chỉ điện nhé. Trung Quốc thăng phát vàng đấy ạ. Tam Thế đây có nghĩa là ba thời, ba thế khác nhau. Ngài có bên tay trái gia đình nhìn vào đây, đó là ngài Quá Khứ Phật, hiện thân cho Phật A Di Đà, hay còn gọi là Trang Nghiêm Tiền Kiếp Phật. Ngài ngồi bên giữa là hiện thân cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hay còn gọi là Hiền Thiên Tiền Kiếp Phật. Mà ngài ngồi bên trái phải gia đình nhìn đi vào là một vị Phật hiện thân cho Phật cho tương lai, hay còn gọi là Phật Thích Ca Mâu Ni, hay còn gọi là Tinh Tú Thiên Kiếp Phật. Tam Thế đây có nghĩa là ba thời ba thế khác nhau, quá khứ, hiện tại và tương lai, có nghĩa là Phật Pháp luôn tồn tại với chúng ta mọi lúc mọi nơi đó. Và bộ Tam Thế Phật bằng đồng ở Bà Đính nơi đây cũng được xếp vào kỷ lục là ngôi chùa có thờ bộ Tam Thế Phật bằng đồng to và nặng nhất của Việt Nam. Và chính điện này là cũng chính là chính điện cuối cùng rồi. Nói đến Bà Đính thì đoàn mình đã về Bà Đính rồi, đi cho em xin giải thích cho mình đoàn mình hai từ là Bà Đính. Bái thì có nghĩa là lễ nghi, là vái lạy. Đính có nghĩa là trên đỉnh cao. Bái đính có nghĩa là vái lạy trên đỉnh cao đó. Và đến với Bái đính thì không thể nói đến Bái đính cổ. Ngôi chùa Bái đính cổ hay còn gọi là Bái đính cổ tự. Bái đính cổ tự thì cách đây 1.000 năm rồi, Bái đính cổ tự được ra đời. Và Bái đính cổ tự là một trong những ngôi chùa linh thiêng nhất ở vùng đất cố đô Hoa Lư nơi đây. Và cách đây 1.000 năm thì ở Ninh Bình có tồn tại ba triều đại, đó là nhà Đinh, Tiền Lê và nhà Lý. Ba triều đại này rất quan tâm đến đạo Phật và coi đạo Phật là quốc giáo, cho nên cho xây dựng rất là nhiều ngôi đình chùa nơi đây. Và trong đó có ngôi chùa Bà Đính Cổ. Bà Đính Cổ được ra đời vào năm 1096, sau một lần Đức Thánh Nguyễn lên sườn Bái Đính nơi đây tìm những cây thuốc quý để chữa bệnh hóa ổ cho vua Lý Thần Tông. Trước cảnh sắc nơi đây sơn thủy hữu tình, âm sinh vật thịnh, ông đã lập am thờ Phật, thờ mẫu và tu hành tại nơi đây vào năm 1096 và Bái Đính cổ tự được ra đời. Và còn Bái Đính tân tự của các anh các chị tham quan ngày hôm nay thì là như em đã giới thiệu như từ đầu, đó 2003 bắt đầu được xây dựng Bái Đính tân tự nơi đây. Và điểm dừng chân ở nơi đây là điểm dừng chân cuối cùng của khu du lịch Bái Đính Tân Tự rồi. Nếu mà đoàn mình có cần em đi tiếp sang Bái Đính Cổ Tự thì em đi tiếp rồi. Đi tiếp rồi, em ơi.